Vâng, xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Nguyễn Đăng Vlog. Thì hiện tại em đang có mặt tại trước cổng của nghĩa trang Hoa Viên. Thì hôm nay em lại đi qua đây, em bớt chút thời gian đi qua đây để mà có những cái thước phim ở tại ngôi mộ của cậu. Thì em đang đứng ở trước ở cổng Hoa Viên để em mua cho cậu một ly cà phê để cậu uống. Thì xin mọi người tiếp tục chờ đón em vô trong đi vô bên trong nha. Chào. Đó, anh đây là anh Nguyễn Đăng Vlog. Anh sẽ anh mời con Năm hả? Uống cà phê hả? Cà phê sữa. Chúc anh Thắng có bọc rồi anh. Lấy cái bọc đi, lấy cái bọc đi. Cảm ơn hút vô luôn. Lấy cái bọc ra luôn. Anh chạy từ Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Nai lên đây để mua ly cà phê nè, mời cậu Năm. Mời cậu Năm một cái ly cà phê sữa. Đây em đã qua tới một hộ Năm rồi. Em có mua còn mời cậu ly cà phê. Đây em Phương đây qua đi theo đi dí theo chị Ba Bình Tinh từ dưới Mỹ Phước 3 hả nè. Thì đây cũng có khán giả đang ở đây nha quý vị. Sao chị núp dưới vậy chị? À, chị đang xôn, chị đang núp. À thì đang nay à. Đây là chú đây cũng đến thắp hương này cả nhà, thắp hương cho cậu Năm. Ở đây có cái đèn chút. Đây khán giả của cậu đây. Nước mình mua phải ra ngoài cổng cơ. Hoặc là căn vô đi chị, phải đi qua căn tin, đi bộ bằng này đi qua căn tin có. Đây, ở phía xa xa là toàn những anh chị ở đây chăm sóc một cậu. Đó, thì theo thông tin em được biết là chị Mỹ Sân, anh Quốc Võ cùng những người thân của anh Quốc Võ đang trên đường đi đi từ Sài Gòn để tiến về Hoa Viên. Trước khi anh Quốc Võ bay về Mỹ thì anh sẽ ghé thăm cậu để có những cái nén hương nhận cho cậu. Thì lần trước anh về, khi anh đáp sân bay về là anh có ghé nhà để anh thắp hương cho cậu rồi. Thì trước khi anh về Mỹ thì anh có sẽ tranh thủ anh ghé đây, anh ghé qua ngôi mộ này để anh thắp nhang cho cậu. Thì mọi người chờ em ở cái video trực tiếp ở phía sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô nha.